Hello, em Trường Anh ô tô gửi lời chào toàn thể tất cả anh chị nha. 5:15 Trường Anh có mặt tại Bảo Lộc nè, mới đi qua Đắk Nông ạ. Mua được cũng được 2-3 con xe. Đây là cái con Nuvira mà đang để làm đây. Con này làm là ngày mốt đưa qua công nghệ 4.0 tại rửa để giao cho khách nha. Đây là anh chị nè, có mấy chỗ đồng sơn nó bị xấu nè, Trường Anh cũng cho làm luôn nha. Nẹp của nó nè, đó, 4 cái thanh nẹp là đang cho làm anh chị ạ. Chất xe rất liền lạc nha. Đó, xe cỏ đó có mấy chục triệu đến với tay người tiêu dùng thôi, nhưng mà cho làm mới hết luôn. Xe này Trường Anh cho tắm nguyên con luôn. Em đã không làm thì thôi, em làm tới nóc luôn nha anh chị nha. Cho em nó bật một cái áo da thật là mới. Anh chị nè, chất Kia Morning chạy từ Bảo Lộc đi Đắk Nông, rồi Đắk Lắk, rồi từ Đắk Lắk về lại nè. Đi 300-400 cây con xe này luôn, đi một mạch không nghỉ nè. Em cũng vừa về mới tới chiều nay thôi. Ngoài trời thì rất là mưa anh chị ạ. À, rất là nhiều xe đưa tới đây để làm nha anh chị nha. Ở phòng dán con Kia Morning nè. Đây là con Nuvira Trần Anh đang cho làm nè, có mấy chỗ này nè. Nó bị gì chóc cái đồng sơn ra, Trần Anh cho dặm hết luôn nha. Cho dặm rồi Trần Anh cho tắm nguyên con luôn. Còn máy móc là bao êm rồi, con trang bị trên con xe là màn hình cam gia đầy đủ luôn. Nuvira đời 2003. Giờ là công đoàn mấy anh em thợ đang tiến hành làm anh chị. Bấm đúc nha. Bây giờ anh chị nhìn chét ma tích nhìn nó dơ dơ vậy thôi, chứ em sơn lên rồi nó như xe mới vậy. Đồng sơn nó mới kéo luôn. Đây nè, nội thất ở trong rất đẹp nè, anh chị thấy nội thất không? Nội thất của Nuvira đời 2003 nè. Đó, nội thất ở trong là rất là đẹp. Lót sàn nè. Lót sàn là bọc 6D hết toàn diện rồi nha anh chị nha. Nội thất đây nè. Đó, trang bị màn hình là con số nè. Đang tiến hành cho làm anh chị ạ, làm đồng sơn nha, nội thất không phải làm ạ. Làm xong Trường Anh sẽ đi tẩy rửa máy rồi toàn bộ luôn để giao xe cho khách. Tắp bi cửa nè. Đó. Kia Morning chạy siêu cọp luôn chị. 140 triệu anh chị có thể sở hữu được con Kia Morning này rồi. Đời 2007 hàng nhập. Trang bị là túi khí đầy đủ như con xe luôn nhá. Đó, phong dáng đây. Anh cũng đang cho tiến hành làm con dây luôn chị ạ. Đây là con dây bản GL, con dây bản DX nè. Đồng sơn thì sơn hết rồi, mai đánh bóng lên chị nha. Đây là chị đó, sơn hết rồi, mai đánh bóng rồi cho bọc trần 5D luôn nhá. Trần 5D Trần Anh cũng đặt hết rồi. Đây nè, trần là anh chị coi nè, trần là tháo ra hết rồi, ngày mai là thợ sẽ bọc 5D nha. Mấy cái tháp bi cửa nè, cho bọc 5D hết toàn diện anh chị nha. Đó là dòng dây đi bản số 93 mà Trần Anh lấy ở bên Đắk Nông rồi đó. Chắc anh chị vẫn còn nhớ chứ ạ. Anh chị nhớ đăng ký kênh của em để nhận được thật là nhiều xe giá cả hợp lý đến với tay người tiêu dùng anh chị nhé. Em cho bọc 5D giống như vậy nè. Đây là bọc 5D giống vậy nè anh chị. Đó, bọc 5D nè, đó. Con xe DX bản số 93 Trần Anh cho bọc giống vậy nha. Bọc hết rồi anh chị coi Trần nè. Đó, trần bọc 5D lên rất là đẹp anh chị thấy không? Nhìn rất là sang luôn. Cột kèo là bọc 5D nè, đó. Con xe này cũng sắp hoàn thiện rồi nha anh chị nha. Lốp sàn nè, người ta mới dán lốp sàn là mới lắm. Anh chị nhớ đăng ký kênh YouTube của em và đừng quên bấm nút chuông thông báo để nhận được thật là nhiều xe giá cả hợp lý đến với tay người tiêu dùng nha. Ngoài trời ở Bảo Lộc bây giờ này mưa rất là to anh chị ạ. Đây con xì lô nè. Con này Trường Anh cũng cho dọn hết nha. Sơn là hết con luôn. Dặm toàn bộ nè. Đó, phong dán con đi con xì lô nè. Nội thất đây nè. Dọn xong rồi Trường Anh sẽ bán nha, có mấy chục triệu thôi. Là anh chị có thể sở hữu được con đi con xì lô rồi. Những cái cảnh mà Trần Anh dọn sơn Trần Anh cũng quay luôn nha. Chứ em không có ngại ngùng gì mà em quay những cái lúc mà xe đẹp luôn nha. Những lúc xe đang làm như vậy nè, Trần Anh cho quay luôn. Đó, mình người thật việc thật, sống sao thì sẽ thẳng thắn như vậy anh chị nha, cũng chẳng có ngại ngùng đâu anh chị.
Đó, đây là chỗ làm của bên Trần Anh đây. Đó, chỗ làm của bên em đây nè. Xe bên kia dừng còn rất là nhiều. Một lần nữa Trần Anh xin cảm ơn ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại. Chúc anh chị có một buổi chiều vui vẻ hạnh phúc bên gia đình nhé. Mưa lắm. Phong dáng cho em Odin, chị nhìn đâu, bốn cánh cửa rất đẹp luôn, rất là đều đặn, không có dấu hiệu cứng đụng. Con này Trần Anh bao anh chị nha, không cứng đụng, không gặp nước nha. Giá 140 triệu cực rẻ luôn. Số tự động, trang bị túi khí anh chị nha. Đi mấy trăm cây cả đi cả về luôn anh chị. Xe đi siêu ngọt luôn. Em xin hẹn anh chị ở clip sau nhé.